Chị là Trần Thị Xuân phải không? Dạ thưa anh, phải. Chị mở quán gì khá lâu chưa? Dạ được 2 năm rồi anh. Trong 2 năm đó, quán của chị có xảy ra chuyện tương tự không? Dạ thưa anh, không. Dù tôi ở một mình, nhưng quán tôi buôn bán vẫn ổn định, không có gì xảy ra. Chị hãy bình tĩnh. Thực lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cách đây 2 ngày. Dạ thưa anh, là ngày 13 tháng sau, như thường ngày, em đóng cửa quán vào lúc 10 giờ đêm. Và sau đó em bị tấn công. Sao anh? Khùng hồn. Im miệng lại. Cởi vòng vàng đưa đây cho tao. Dạ dạ. Nhanh. Mày mà hò hè, tao sẽ giết mày chết. Đưa cái kia luôn đây. Em xin anh, em đâu còn gì nữa không? Em xin anh. Tao nói mày cởi hết đồ ra. Em xin anh, em không cởi quần áo. Dạ, em cởi, em cởi. Toàn bộ nữ trang trên người tôi đều bị hắn lấy hết. Kể cả 2 triệu tiền trong tủ của tôi cũng bị hắn lấy. Chị hai bình tĩnh. Cho tôi hỏi, chị có nhận ra kẻ tấn công mình không? Trời tối, tôi đoán khoảng người đó 30 tuổi, tóc dài và cao khoảng 1m70. Chị có mâu thuẫn hay xích mích với ai không? Khách ra vào quán của chị chẳng hạn. Dạ thưa anh, không. Vì tôi buôn bán ở đây toàn là khách dẫn lai và đi qua đường ghé một lần rồi thôi ạ. Chúng tôi đã ghi nhận vụ việc, sẽ tiến hành điều tra ngay. Có kết quả sẽ báo cho chị. Bây giờ chị về đi. Dạ, em cảm ơn anh. Chào chị. Mời vào. Dạ chào anh. Cậu ngồi đi. Báo cáo anh, tôi đã xuống hiện trường. Nhà nạn nhân chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ. Cửa nẻo nhà nạn nhân sân rất là lỏng lẻo. Ngay kể cả một đứa con nít cũng có thể đột nhập vào. Và tôi cũng không tìm thấy một dấu vết nào tại hiện trường. Việc sen rộng, có tự tình nghi thì sao? Dạ, về việc đó thì tôi đang gặp khó khăn, thưa anh. Do khu vực ấy thưa người, thời điểm tấn công lại vào ban đêm, nên cậu gặp khó. Dạ đúng vậy. Nạn nhân sinh sống dọc quốc lộ 51, thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây dân cư rất là thưa thớt. Với lại nạn nhân bị tấn công vào ban đêm, nên thông tin về đối tượng tình nghi tôi không có. Rõ ràng vụ cướp hiếp này không đơn thuần chỉ là tự phát. Hung thủ có thể có khả năng đã lên kế hoạch từ trước. Cậu tiếp tục bám sát địa bàn, có thông tin mới báo cho tôi ngay. Rõ, thưa chỉ huy. Chị sống ở đây có một mình thôi sao?
Dạ không, tôi sống với chồng tôi nữa. Nhưng mà anh đi về quê rồi, tuần sau mới lên. Về cách đây 2 ngày, kể là mặt tấn công chị. Khi ấy có chồng chị ở nhà không? Lúc mà chồng tôi đi được 2 ngày á, thì tên lạ mặt đó nó xuất hiện. Tôi nhớ không lầm, lúc đó là 12 giờ đêm, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ nên tôi ra kiểm tra thử. Hắn nói với tôi á là hắn muốn mua thuốc, nhưng mà tôi nhìn bộ dạng hắn lúc đó nghi ngờ lắm, cho nên là tôi không có mở cửa. Khi ấy hắn đe dọa chị sao? Dạ phải, hắn nói á nếu mà tôi không mở cửa hắn sẽ giết tôi á. Trên tay hắn lúc đó có cầm một cây xà beng nữa, nhìn sợ lắm nên tôi đóng cửa lại luôn. Vậy chị có nhìn rõ mặt tên này không? Lúc đó do trời tối quá, tôi cũng không nhìn rõ mặt hắn. Tôi chỉ nhớ là hắn có bộ tóc dài. Nhưng mà lúc tôi la lên á, thì hắn chạy đi liền à. Cảm ơn chị. Dạ. Chào chị. Chào anh. Tôi đã tìm kiếm xung quanh, chỉ có vật này là đáng nghi nhất, và đây có thể là hung khí. Rồi đêm qua phòng kỹ thuật hình sự nhờ họ kiểm tra xem còn dấu vân tay trên cây xà beng này không. Rõ, chưa. Theo như mô tả của chị Tiên, người lờ mặt đe dọa chị này cách đây 2 ngày rất giống với người đã tấn công nạn nhân Xuân. Đi thôi. Báo cáo anh, tôi có dò hỏi một số người dân sống quanh khu vực nhà nạn nhân Sơn, nhưng tất cả họ đều nói là không nhìn thấy ai giống như miêu tả. Theo dõi, tấn công trong đêm, rồi rời đi ngay lập tức. Tên này lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Khi mở rộng vụ điều tra thì tôi có thu thập được một thông tin. Ngoài xã Phước Thái thì hơn một năm nay 3 xã khác của huyện Long Thành cũng đã xảy ra hơn 20 vụ án tương tự. Thêm 3 xã nữa? Vậy sao chúng ta không nhận được báo cáo? Có lẽ là vì xấu hổ nên những nạn nhân không đến trình báo. Theo như tôi biết, trước khi vụ án xảy ra, mục tiêu mà hung thủ nhắm đến toàn là phụ nữ, tuổi từ 15 đến 30. Và khi đột nhập vào nhà, hung thủ đã cướp và hãm hiếp nạn nhân. Những vụ xảy ra có khả năng có liên quan đến 2 vụ mà chúng ta đang thụ lý. Alo, tôi nghe đây. Sao rồi? Báo cáo anh, trinh sát ngoại tiến báo về có một kẻ có nhân dạng rất giống với kẻ tấn công chị Xuân xuất hiện ở khu vực gần đây. Có vẻ hắn đã đánh hơi được sự nguy hiểm. Cậu có nhìn rõ mặt đối tượng này không? Tôi chỉ nhìn được phía sau của hắn thôi. Tóc dài, tạ người thì giống với là của nạn nhân miêu tả. Đuổi theo. Có sao không? Cậu để tôi xử lý, tiếp tục đuổi theo. Rõ thưa đồng chí. Có sao không? Tôi xin lỗi vì lúc đó đã làm mất dấu đối tượng. Cậu mới vào ngành, chưa có kinh nghiệm, mắc lỗi cũng là điều dễ hiểu. Nếu chúng ta có dấu vân tay thì có thể tra cứu tàn thư chứng minh nhân dân, vậy thì cơ may tìm ra hắn sẽ cao hơn. Tôi cũng đang muốn điều đó,
Nhưng bên phòng kỹ thuật hình sự họ báo cho tôi là không xác nhận được dấu vân tay trên cây sợi beng mà chúng ta đã thu thập tại nhà của Tiên. Có phải là do trước khi chúng ta tìm thấy vật chứng đó, trời đã đổ mưa nên gây khó khăn cho bộ phận kỹ thuật hình sự, đúng không anh? Mời vào. Cậu ngồi đi. Anh xem cái này đi. Hắn vừa chịu dừng lại, đã 4 vụ tương tự xảy ra. Không những vậy, địa bàn hoạt động của tên này còn mở rộng ra huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đồng chí, bằng mọi giá chúng ta phải bắt được hung thủ để phá được vụ án này. Rõ. Có phải người này đã tấn công chị không? Chính là hắn. Có chết tôi cũng không quên được gương mặt ác quỷ này. Đây là vị trí mà hung thủ đã ra tay. Hắn không thực hiện vụ cướp cùng một nơi, vì vậy phạm vi khoanh vùng của chúng ta sẽ thu hẹp lại. Tôi đã gửi hành chân dung của đối tượng tới các địa phương và chỉ trừ duy nhất một khu vực này. Tốt, một cái bẫy hắn sẽ tự chui đầu vào. Vậy kẻ cám người của chúng ta tới đâu rồi? Báo cáo anh đã xong, chỉ chờ lệnh của chỉ huy là hành động. Kẻ đó hai ngày nay đã xuất hiện ở đây rồi. Và theo như thông tin tôi thu thập được, đối tượng tên là Võ Minh Chính, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chính lang thang, lưu lỏng, lại không có nghề nghiệp ổn định. Muốn bắt được cướp phải bắt tận tay. Đã 3 tháng nay hắn không ra tay, kẻ đói thế nào cũng làm càn. Đứng lại! Cuối cùng bóng đen cũng xuất hiện. Dán đi. Phòng các anh bộ tiêu đề hay sao mà để tôi thua vậy? Tôi không có thời gian đùa cợt với anh. Đề nghị anh trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì? Võ Minh Chính, anh có thừa nhận mình là thủ phạm đã gây ra gần 30 vụ cướp hiếp trên địa bàn 4 xã Tam Phước, An Phước,
Long Phước và Phước Thái của Long Thành hay không? Cướp gì? Hiếp ai? Anh còn ngoan cố. Lúc anh bị bắt là anh đang tiến hành vụ cướp tiếp theo. Chưa đủ hay sao? Cướp một vụ đâu có nghĩa là cướp nhiều vụ. Vì gần 30 nạn nhân toàn là phụ nữ, họ đã góp sức vào bức tranh này. Anh có muốn đối chất hay không? Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ quên cái gương mặt bệnh hoạn của anh đâu. Anh có nhận tội hay không? Các anh đã nói như vậy rồi. Tôi nhận tội. Lấy cho bao thuốc. Thuốc gì anh? Thuốc gì cũng được. Cô anh 5.000. Nhà có một mình. Cẩn thận. Em ở đây một mình bán quen lâu rồi. Anh cần gì nữa không? Dạ dạ. Mày hò hè thật nhiệt là chết. Đưa cái kia luôn đây. Em xin anh, em đâu còn gì nữa đâu. Em xin anh, em không còn. Dạ, em cởi, em cởi. Vậy anh cướp nhiều vụ để làm gì? Cho cần tiền tiêu xài. Anh cướp được tài sản rồi, tại sao anh lại hiếp dâm nạn nhân? Để thỏa mãn. Tôi muốn gương mặt mình là nỗi ám ảnh của những người phụ nữ đó suốt cuộc đời. Pháp luật sẽ trừng trị tội ác của anh một cách công minh. Hung thủ đội tóc giả nhằm che giấu nhân dạng và tạo cho mình một khuôn mặt đáng sợ. Cầu thêm chi tiết này vào
bản báo cáo rồi gửi lại cho tôi. Chính sẽ không biết tình cảnh bệnh hoạn nếu như cuộc sống gia đình của hắn êm ấm. Từ trẻ mồ côi lớn lên may mắn lập gia đình với một người phụ nữ, cứ tưởng cuộc sống cứ êm đẹp, nhưng không ngờ vợ của chính lại theo người đàn ông khác. Hôn nhân đổ vỡ, kể từ đó hắn mới sinh ra tâm lý là thù hằn phụ nữ, và rồi chính tự biến mình thành một tên ác quỷ. Tôi thấy chính đáng giận, nhưng cũng rất đáng thương. Alo, tôi biết rồi. Ờ, à, để tôi qua ông. Đừng điện thoại nữa nha. Rồi rồi rồi, tôi có công việc chút. Xuống ngay hiện trường để chỉ đạo tổ chức điều tra khám phá vụ án, đồng thời phối hợp với công an, chính quyền địa phương để thu thập các cái thông tin liên quan đến cái vụ án. Tình hình khám nghiệm đến đâu rồi? Dạ, tôi đã khám nghiệm kỹ phần bên ngoài, tạm thời có thể kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là nghẹt cơ học, phải do siết cổ mà chết. Theo tổng thể bên ngoài của nạn nhân thì tôi có thấy một vết bầm tím ở trên cổ, có thể hung thủ đã dùng dây hoặc là một mảnh vải để siết cổ nạn nhân. Đúng vậy thưa anh, tôi cũng đã kiểm tra kỹ, không tìm thấy tư trang trên người nạn nhân. Vậy thì theo phỏng đoán ban đầu của tôi thì đây có thể là một vụ giết người cướp của. Cô tiếp tục làm việc đi. Chào anh. Anh cho tôi hỏi, lần cuối cùng anh gặp mẹ anh thì mẹ anh ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Bà đi lúc 9 giờ sáng. Bà nói bà ra ngoài chòi để bà canh giường. 9 giờ sáng. Mẹ. Ừ, gì con? Mẹ lại đi ra ngoài giường nữa hả? Ừ.
gần tới mùa thu hoạch rồi, không có chăm nơm đâu có được đâu con. Vậy mẹ sẵn tiện mẹ chặt một ít củi khô, chứ hôm qua con ra con thấy hết củi rồi, sẵn có mình đun nấu ngoài đó luôn. Mẹ biết rồi. Mẹ đi, mẹ tranh thủ về sớm nha. Có gì chiều con ra con thay cho mẹ. Mẹ biết rồi, thôi con về giùm mẹ nha. Dạ. Mẹ đi nha. Mẹ đi nha mẹ. Ừ. Vậy khi đi, mẹ anh có mang theo tư trang hay là vật dụng có giá trị trên người hay không? Bà thường ra trời, bà chỉ mang đúng một cái điện thoại với một ít tiền để phòng hở khi dùng mà thôi. Theo như sự điều tra ban đầu chúng tôi và qua sự khám nghiệm của pháp y thì trên người của mẹ anh không còn tư trang hoặc là điện thoại. Chúng tôi nhận định đây là một vụ giết người và bị cướp của. Bây giờ anh cứ về nhà lo hậu sự cho mẹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ liên lạc với anh. Hai anh điều tra tới đâu rồi? Theo như dấu vết để lại, tôi khẳng định đây là hiện trường chính. Ra tay rất nhanh chóng, hành động thì lại rất dứt khoát. Chắc hẳn hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, hoặc là kẻ đã từng gây án. Thôi, các đồng chí tiếp tục đi xung quanh để điều tra thêm. Nếu có phát hiện gì mới, báo cáo liền cho tôi. Rõ. Ban đầu xác định là bà ấy chết do bị siết cổ, chết ngạt cơ học do bị siết cổ. Thế qua cái tài liệu thu thập được như thế, thì cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Và phải tập trung toàn bộ cái lực lượng, phương tiện, khoa học, kỹ thuật cũng như là con người. Và tiến hành lập án để điều tra, làm rõ cái vụ án này. Em chào anh. Cậu ngồi đi. Việc tôi giao cho cậu làm, kết quả thế nào rồi? Báo cáo anh, em đã dò la những người dân nơi khu vực nạn nhân sinh sống từ khi bà Hằng chết. Có rất nhiều lời đồn đoán về cái chết của bà Hằng. Vậy thì lời đồn đoán đó là gì? Đa số những người dân ở đó họ đồn rằng cái chết của bà Hằng là do mâu thuẫn về tình cảm. Thắm ơi! Tới nhà ông Thắm ơi! Trời ơi! Tới đây chi vậy? Hàng xóm người ta thấy kỳ lắm. Với thằng Hùng nó không có chịu vậy đâu. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà thôi, bà đi qua đây với tôi xíu. Đi đâu? Đi đâu vậy? Đi. Thôi tôi không đi đâu. Cái gì? Tại sao người ta lại dám bịa đặt về mẹ tôi như vậy? Mẹ tôi rất hiền. Quanh cái xóm này ai cũng biết cả. Làm gì có chuyện yêu đương nhảm nhí như vậy được. Anh có thể nói rõ hơn được không? Rõ cái gì? Bình thường mẹ tôi đi làm từ ngoài giường về thẳng về nhà, không đi đâu cả. Thì làm sao mà có chuyện yêu đương được? Tất cả những lời đồn đoán đó đều là vô căn cứ. Nếu điều tra mà cứ bám sát vào những chi tiết này thì chắc chắn vụ án sẽ đi vào ngõ cụt. Vụ án càng ngày càng bế tắc, chúng ta phải làm gì đây? Cậu cầm đi.
Đây là hồ sơ của những người vừa mới mãn hạn tù, nhưng họ lại không trở về địa phương, mà lại đang lưu trú ở khu vực này để làm ăn. Nhớ theo dõi kỹ hành vi của những người này, nếu có phát hiện gì mới, báo cáo ngay cho tôi. Báo cáo anh, em đã thu thập được manh mối. Người dân ở địa phương nói rằng có một người lạ mặt xuất hiện ngay gần thời gian mà bà Hằng tử vong. Vậy sao? Cậu kể rõ cho tôi nghe. Dạ. Xin lỗi chú nha, xin lỗi chú nha. Vậy chạy xe kỳ vậy? Dạ không phải, tại cái đường nó xấu quá nên nhìn đường nó không có thấy chú được. Xin lỗi chú nha. Không sao, chị chạy xe cẩn thận nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn chú. Chúng ta sẽ bám sát và điều tra kỹ về manh mối này. Cố gắng làm sao điều tra được thông tin của kẻ lạ mặt. Rõ. Rõ. Làm gì đi. Dạ. Trời. Ngày 16 tháng 10, anh có chở người khách nào lại không? Tôi có chở nhiều khách lắm. Anh hãy nhớ kỹ lại. Người khách này mặc áo sơ mi sọc caro đỏ, đội nón kết màu nâu, phía sau lưng còn đeo một ba lô màu đen. Tôi nhớ rồi, tôi có chờ một người đúng như miêu tả. Anh ơi, cho em thuê xe ôm đi. Có mà cho em đi đâu? Anh cứ đi đi, tiền nong tính sao? Ok, lên xe đi, tao mới mở hàng nên dễ tính á. Thôi mình đi đi anh. Lên lên lên, nhanh nhanh nhanh. Ủa anh, sao tự nhiên anh chạy anh dừng lại vậy? Mày nói thiệt đi, mày muốn đi đâu mà kêu tao chạy vòng vòng hoài vậy? Anh biết chỗ nào đông dân cư không? Biết mà hỏi chi. Vậy anh chạy tới đó đi, em xin việc làm. Ừ. Mà anh ơi, em hết tiền rồi. Mày giỡn với tao hả? Xuống xe. Thôi anh thông cảm cho em đi. Bây giờ á, anh chở em tới chỗ đó. Khi mà em xin được việc làm rồi thì chắc chắn sẽ có tiền để trả cho anh. Thông cảm cho mày, em không cho tao. Đi, đi. Dạ. Đưa nó đây. Mà anh, từ từ. Mới mở hàng gặp mày là tao xui lắm nha chưa. Hôm nay tao ăn chay, tao mà ăn mặn là mày. Báo cáo anh, tôi đã cho điều tra kỹ nhưng không thấy manh mối nào từ những đối tượng mà chúng ta nhắm đến. Theo như lời kể của người lái xe ôm thì những đối tượng tình nghi ở trong tập hồ sơ này đều không trùng khớp với người đàn ông kia. Không phải người địa phương, cũng không phải người vừa mới mãn hạn tù lưu trú tại khu vực này. Rất có thể kẻ gây án là người đến từ nơi khác, và sau khi gây án xong hắn đã di chuyển đến một địa phương khác. Cái cậu nói đó tôi đi. Đây. Hai cậu xem đi. Trinh sát nằm vùng của chúng ta vừa cung cấp cho tôi một manh mối vô cùng quan trọng. Đó là người dân thuộc tỉnh Đồng Nai phát hiện thấy một kẻ lạ mặt đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân. Trên tờ giấy này là địa chỉ của kẻ lạ mặt đang lưu trú. Chúng ta an động nghe thôi. Rõ. Anh có nhớ người nào chạy chiếc xe này quanh khu vực này không? Cách đây 2 ngày tôi có cái anh ở phòng trọ trong này tên Nhân, anh chạy chiếc xe chạy vô đây. Vậy anh hãy miêu tả nhân dạng của anh ta được không? Thì tướng Nhân đó thì cũng khoảng ốm ốm, cao có khoảng 1m7 mấy á. Thì cũng màu đen lắm, hay mặc hay quần đồ thì quần thì hay lủng lỗ lắm. Mặt thì mụn. Cảm ơn anh. Dạ. Sao rồi, có phát hiện được gì không? Em đã kiểm tra kỹ nhưng không thấy gì hết. Hình như đối tượng đã bỏ trốn. Chúng ta đã chậm một bước, để hắn trốn thoát rồi. Rút thôi. Dạ. Tại khu vực của Đồng Nai thì đối tượng là có một đặc điểm nhận diện
để lại một số cái vật chứng mà có thể là nghi của đáng. Tôi đang theo sát đối tượng tình nghi, yêu cầu chi viện. Rõ. Anh Nhân, anh chạy không tới đâu. Anh cho tôi biết họ tên của anh là gì? Dạ, Nguyễn Thành Nhân. Anh bao nhiêu tuổi? 24 thưa cán bộ. Lý do tại sao anh giết chết bà Hằng? Dạ, tại hôm đó tôi vừa đói vừa mệt, mà trong túi thì lại không còn tiền nên mới làm liều. Sau khi mãn hạn tù, tôi rời quê vào Đồng Nai sống nhờ nhà người chú họ. Sau một thời gian thì tôi cảm thấy chán nên bỏ nhà đi bụi. Anh ơi, cho em thuê xe ôm đi. À, dạ. Xuống xe, đi, đi. Hôm nay tao ăn chay, tao mà ăn mặn là mày phi.
Alo, tôi biết rồi, tôi đang bận công việc một chút xíu. Đừng điện nữa nha. Rồi rồi rồi. Ôi, gì vậy? Tháo gì ra? Nhanh lên, nhanh lên. Nói cho bà biết, bà mà la giết bà chết á. Bà người ta cứu tôi, bà người ta cướp, bà người ta giết bà. Ba người ta cứu tôi! Ba người ta! Ba người ta! Ba người ta! Ba người ta! Niên chỉ bao hoài bão, hăng say làm việc để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Thay vì anh chọn một con đường đi tốt, thì anh lại chọn con đường là một kẻ sát nhân, giết hại một người phụ nữ vô tội. Anh có đủ lý trí và suy nghĩ của một con người hay không? Mày ở lại đây coi nó. Cô bị sao vậy? Trời ơi, ai mà hát như đứt dưới vậy trời. Sao không cô? Cô mệt rồi, cô ngồi nghỉ đi. Anh ơi, cứu chồng tôi với. Chồng cô đâu? Chồng tôi hướng này nè.
Thôi được rồi, nghỉ ngơi nha con. Miêu ơi, Miêu ơi, Miêu, trời ơi, tao giết chết rồi, trời, ba người ta đều giết chết rồi, ba người ta đều giết chết rồi. Những cái dây câu đó là của tôi á. Báo cáo, tôi đã kiểm tra rất kỹ, nhưng chỉ có duy nhất manh mối này. Dấu chân còn rất mới, và là của đàn ông. Rất có thể là của hung thủ. Hiện trường rất sạch sẽ, tôi thấy có nhiều điểm đáng nghi. Hung thủ chính là những kẻ chuyên nghiệp, hoặc là những người đã quen thân, lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý, đã ra tay bất ngờ. Khoan hai cái luận rồi, cậu hãy tiếp tục kiểm tra kỹ hiện trường đi. Rõ. Mấy anh ơi, mấy anh giúp tôi tìm ra hung thủ giết chồng tôi với. Xin chị hãy bình tĩnh, chúng tôi cần chị kể rõ lại sự việc. Tao tới đây là để lấy cha, đi như mày làm, không biết. Lúc đó trời tối lắm, bọn chúng lại bịt mặt nữa, cho nên tôi không có nhận ra ai là ai hết. Vậy nhóm cướp có mấy người? Dạ, lúc mà vô khống chế thì có 3 người. Chúng lấy đi của gia đình chị gồm những gì? Tiền bạc với lại vòng vàng ở trong nhà đều bị bọn chúng lấy hết. Tổng cộng là tới 80 triệu lận. Xin chị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra, có thông tin gì mới sẽ báo lại cho chị sau. Chào chị. Báo cáo, tôi đã dò hỏi người dân xung quanh nhưng vẫn không thu thập được thêm manh mối gì. Hiện trường vụ án lại xảy ra ở nơi vắng vẻ, rất khó cho chúng ta xác định đối tượng tình nghi. Tôi cũng mới vừa nhận thông tin từ bên pháp y, họ kết luận rằng nạn nhân Nguyễn Minh Hiếu 31 tuổi chết do bị ngạt cơ học. Ngoài vết thương ở vùng cổ là do bị bóp cổ, vết hằn ở tay là do bị trói, thì không có thông tin gì thêm. Vậy rất có thể là nạn nhân bị tấn công bất ngờ. Rất có khả năng là như vậy. À, việc anh giao cho tôi tìm hiểu, đội của tôi cũng đã có kết quả. Vợ của Hiếu là Thương, khoảng hơn 1 năm nay có mối quan hệ mà người dân vẫn nói là người dương thân thiết.
Tuy nhiên chú lại không biết chuyện này. Thôi anh về đi, chồng em sắp về rồi đó. Ở lại xíu nữa. Thôi về đi. Dạ nha. Cậu mau chóng xác minh đối tượng này đi. Rõ. Những dây câu đó là của tôi á. Chào ông. Chào chú. Ông cho tôi hỏi, sợi dây câu cá ngát này có phải là của ông không? À, ông yên tâm đi. Tôi hỏi để nắm thông tin thôi. Vì tôi nhớ không nhầm, chính ông là người đã phát hiện ra nó khi đứng gần vụ hiện trường sát hại anh Hiếu. Đúng rồi. Tôi nhận ra sợi dây câu này là của mình, là bởi vì cục chì tôi chế tôi gắn trên nó. Vậy ngày 23 tháng 7, ông ở đâu và làm gì? Tôi đi lên Cần Thơ thăm người quen. Tôi đi từ ngày 22 đến ngày 24 tôi mới về. Vậy tại sao sợi dây câu này lại xuất hiện ở nhà anh Hiếu? Cái đó thì tôi chịu, tôi không biết nữa. À, tôi nhớ rồi. Cách đây khoảng hơn một tuần, tôi có cho thằng Tám Phước mượn sợi dây câu này. Cảm ơn ông. Anh ơi, chào anh. Anh cho tôi hỏi là Hải nó đi đâu rồi anh? Sao tôi tìm nó cả ngày nay mà không thấy? Anh là gì với Hải? Nó nhờ tôi coi nhà giùm nè. Tôi là bạn Hải, tính rủ nó lên thành phố làm ăn. Nó nhập viện rồi. Hải nhập viện? Nhập viện rồi. Ủa mà Hải nhập viện từ khi nào anh? Từ ngày 22 tới giờ chưa về nữa. Mà nghe nói bệnh tình nặng lắm. Rồi, cảm ơn anh nha. Chắc tôi vào bệnh viện thăm nó luôn. Tội nghiệp cái thằng. Dạ rồi, chào anh. Đối tượng tình nghi tên Hải có bằng chứng ngoại phạm, nên hướng điều tra thương và nhân tình sát hại chồng để dựng hiện trường giả là không khả thi. Vậy bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu thưa anh? Bắt đầu từ sợi dây câu và chiếc áo thun này. Cậu đi tìm hiểu thông tin về một người có tên là Tám Phước, ngụ ở xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Người này đã mượn sợi dây câu từ người nhân, nhưng thật tình cờ sợi dây câu này là để dùng trói nạn nhân. Vậy anh đang nghi ngờ tên Phước này? Đúng vậy. Đây là đầu mối duy nhất của chúng ta lúc này. Tôi tin rằng chiếc áo thun dùng để bịt miệng anh Hiếu có liên quan đến Phương. Tôi hiểu rồi thưa anh. Anh ơi. Có gì không anh? Chào anh. Anh cho tôi hỏi là Phước ở nhà phía trên này đi đâu rồi anh? Nó đi 2-3 ngày nay rồi anh. Vậy có phải chính xác anh ta đi vào ngày 24 tháng 7 đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Anh có biết trước đó là Phước thường hay tiếp xúc với ai không? Hôm bữa tôi thấy nó yên hiện tụ tập chứ thêm thằng nào nữa đó. Tụ tập ở xóm trên với bạn đi câu cá ngát. Để chiều nay tôi mượn cái vỏ lại rồi tụi mình đi câu cá ngát. Mình làm gì có dây đi. Rồi tao mượn hàng xóm. Tụi bay nói đúng á. Kiếm cái gì nhậu cho nó ra hồn, chứ hổm gà xuống đây 2 ngày ăn toàn cái gì đâu không à. Thôi nói gì, về đi. Đây đây. Rồi đi. Anh có chắc là một trong ba người mặc áo màu xám chứ? Tôi chắc mà. Thằng đó nó lạ quá à, chắc dần nơi khác nó tới á. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Chào anh. Tôi đây à. Alo. Báo cáo, tôi đã thu thập được thêm manh mối. Phước có qua lại với Thiện và một người từ địa phương khác.
Cậu tập trung tìm kiếm xem Thiện và đối tượng kia là ai. Tôi sẽ cho đội khác tìm kiếm tung tích của Phước. Rõ. Báo cáo, tôi đã điều tra ra. Thiện đã không còn ở địa phương. Người nhà của hắn cho tôi biết, hắn đã lên nhà Phong, là anh rể của hắn để chơi vào ngày 24 tháng 7. Rất khả nghi. Cả ba đối tượng đều rời khỏi địa phương sau khi án mạng xảy ra. Còn cả chiếc áo thun kia nữa. Vậy còn Phước thì sao thưa anh? Chúng ta đã có phát hiện gì từ hắn chưa? Có rồi. Phước đang ở thành phố Cà Mau. Trinh sát ngoại tuyến của chúng ta báo về, Phước đang có dấu hiệu bất minh về tài sản. Vậy có khi nào chúng sau khi đã lấy được tài sản từ nạn nhân đã chia nhau và lẩn trốn đi nhiều hướng? Muốn giải được câu đố này, chúng ta phải hành động thôi. Anh Phong, anh làm việc đó. Đứng theo. Anh Phước, anh đến đây có chuyện gì? Dạ, tôi đến đây để tự thú. Tự thú? Chuyện gì? Dạ, không giấu gì anh, tôi cùng Phong và Thiện đã tham gia một vụ cướp. Có phải là vụ cướp gia đình nạn nhân Hiếu? Đây, có phải sợi dây câu anh đã mượn của hàng xóm và dùng nó để trói tay nạn nhân Hiếu? Tôi mong anh thành khẩn khai báo. Qua xác minh, chúng tôi biết được trong tài khoản của anh hiện có hơn 25 triệu. Đó có phải là số tiền anh chia với Thiện và Phước trong vụ cướp gia đình nạn nhân Hiếu đúng không? Tôi mong anh thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chiếc áo này có phải là của anh? Lúc trước tôi cũng có một cái, nhưng là mất rồi. Mất khi nào? Tôi không nhớ. Vậy thì tại sao có người nói chính anh là người mặc chiếc áo này trong ngày nạn nhân Hiếu bị sát hại? Không lẽ chiếc áo biết đi? Dấu chân chúng tôi tìm tới tại hiện trường trùng khớp với kích thước chân của anh. Anh nói anh không xuất hiện ở nhà nạn nhân Hiếu, thì tại sao lại có dấu chân anh ở đó? Đúng, tôi và hai người đó là thủ phạm. Em nghe anh Phong ơi. Cái này có nhà không cưng? Dạ em đang ở nhà nè anh. Lúc này anh kẹt quá, tính hỏi em ở dưới đó có con mồi nào thơm không? Anh xuống. Dạ có anh. Nếu mà anh thấy ổn á thì xuống. Vậy thì tuần sau anh xuống. Mà nè, nếu được á, kiếm thêm thằng nữa đi chung nghe. Dạ dạ, em có thằng bạn. Có tin được không? Anh yên tâm, thằng này nó lì lắm. Ok, tuần sau anh xuống. Dạ dạ.
thả câu Phước. Anh Phong, anh Phong, cái nhà này nè có quan của để, mà quan trọng ở khu này nó vắng vẻ nữa, anh thấy sao? Để quan sát kỹ đi rồi tính. Dạ 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 dạ. Ờ, coi mồi còn không mày? Còn. Ờ, thả đi thả đi, mình đi lại kia thăm nữa kìa. Học tới đây rồi tôi lấy cha, nhưng mà là không biết. Để lên. Xong rồi chị. Em gửi. Cảm ơn. Dạ. Không biết cái thằng này đi đâu mà đóng cửa im liền vậy ta.
Chào chị. Chị cho tôi hỏi là chị phát hiện bộ xương này khi nào? Dạ khoảng 10 giờ thì tôi mở cửa vô á. Thì tôi thấy cảnh tượng như vậy, tôi mới gọi cho công an liền đó. Chị cho tôi hỏi là chị có mối quan hệ thế nào với nạn nhân? Tôi thuê căn nhà này của thằng Hòa để làm kho chứa hàng, để bán hàng tạp hóa. Nhưng mà hơn 2 tháng nay á, con tôi bị bệnh nên tôi không có ghé qua. Hôm nay á, tôi ghé qua để lấy hàng để bán á, mà gọi điện thoại cho thằng Hòa thì không có liên lạc được. Nên tôi có nhờ thợ tới để bẻ khóa vô nhà. Chị thuê căn nhà này lâu chưa? Bây giờ chúng tôi muốn liên hệ với chủ nhà thì làm như thế nào? Dạ, tôi thuê căn nhà này được hơn 2 năm rồi. Thằng Hòa thì nó ở đây luôn, còn mẹ nó thì là ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á. Cảm ơn chị, mời chị ra ngoài. Dạ. Kết quả xét nghiệm bộ xương như thế nào rồi đồng chí? Thưa chỉ huy, qua kiểm tra hộp sọ, tôi phát hiện có 2 vết nứt lún, có thể là do vật tay cứng đập vào đầu. Và nhận định ban đầu là nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Vậy thời gian tử vong thì sao? Theo nhận định mức độ chuyển màu của bộ xương thì nạn nhân tử vong hơn 2 tháng. Từ những vết thương trên xương, đồng chí có nhận định như thế nào về hung khí gây án? Chiều dài của vết thương là 6cm và chiều ngang là 3cm. Có thể là do một vật kim loại khối vuông tác động vào. Còn cụ thể đó là vật gì thì vẫn chưa xác định được. Được rồi, đồng chí đem bộ xương này về phòng xét nghiệm để xác nhận nhân thân hung thủ. Nhờ các anh chuyển bộ xương về phòng kỹ thuật hình sự để kiểm tra. Báo cáo anh, chị Phương vừa mới gửi tấm hình của chủ nhà, nhưng chủ nhà đã mất tích 2 tháng nay rồi. Hiện trường đã bị xáo trộn, có thể nơi này đã từng xảy ra xô xát. Căn nhà này chỉ có duy nhất Hòa là người có chìa khóa mở cửa, nhưng hiện trường cho thấy đã có sự xuất hiện của người thứ hai. Vậy người đó là ai? Thời điểm tử vong của nạn nhân trùng khớp với thời gian mà Hòa mất tích. Có 2 khả năng có thể xảy ra. Một là bộ xương này chính là của Hòa. Hai là Hòa là hung thủ sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Có kết quả gì mới không? Sau khi kiểm tra kích thước và hình dáng khung xương nạn nhân, đối chiếu với những thông tin mà người nhà nạn nhân cung cấp thì rất tương thích với lại anh Lê Minh Hòa. Tuy nhiên, để xác định chính xác đây có phải là anh Lê Minh Hòa hay không, chúng ta cần phải có mẫu ADN để đối chiếu. Phòng hình sự sẽ cố gắng liên hệ với bà Thơm, mẹ của anh Hòa, để xác định nhân thân của bộ xương này. Anh chạy một chút. Có phát hiện gì mới à? Hình như có gì đó lạ ở xương hàm của nạn nhân. Trong xương hàm của nạn nhân có còn sót lại một miếng da. Đồng chí cho kiểm tra ngay. Biết đâu đây là một manh mối giúp cho chúng ta tìm ra được hung thủ. Có thể lúc xảy ra xô xát, nạn nhân đã cắn vào phần mềm của hung thủ và có phần mẫu da này. Các đồng chí nhanh chóng lập một mũi trinh sát vào Vũng Tàu tìm bà Trần Thị Thơm để hỗ trợ điều tra. Cô ơi,
Cô ơi. Chào cậu, cậu tìm ai? Cô cho con hỏi đây có phải là nhà cô Thơm không? À phải. Mời cậu vô nhà. Cô cho con hỏi á, cô có phải là Trần Thị Thơm, mẹ của anh Lê Minh Hòa không? Dạ đúng rồi, nhưng cậu là ai? Tôi là cảnh sát hình sự của công an tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi vừa tìm thấy một bộ xương tại nhà anh Lê Minh Hòa ở thành phố Vĩnh Yên. Bộ xương? Thằng Hòa có làm tôi có chuyện gì hả cậu? Chúng tôi vẫn chưa có thể kết luận được anh Hòa có phải là nạn nhân hay không, nên phải xét nghiệm ADN của cô để đối chiếu với ADN của bộ xương. Không, con tôi không thể nào chết được. Chắc là nó đi làm xa ở đâu đó thôi. Cậu, cậu làm ơn tìm con tôi về giùm tôi đi cậu. Cô bình tĩnh lại đi, cơ quan điều tra sẽ sớm có kết quả cho cô. Còn bây giờ, cô cho chúng tôi biết cô có thường xuyên liên lạc với anh Hòa hay không? Cách đây 2 tháng tôi có điện thoại cho nó nhưng không có liên lạc được. Còn tôi nó thích đi làm xa, tầm đó làm đây, cho nên tôi cứ tưởng là nó đi bán hàng rong ở mấy cái hội chợ, khi mấy tháng không có về. Lần này tôi cũng tưởng nó đi như vậy. Chúng ta đã có mẫu ADN của bà Thơm, tuy nhiên còn phải gửi lên Viện Khoa học Hình sự để giám định và đợi một thời gian khá lâu. Đồng chí, xác minh mối quan hệ của anh Hòa, xem gần đây anh ta có mâu thuẫn hay xích mích với một ai không? Dạ. Còn về phía đồng chí, cùng tôi trở lại hiện trường gây án, xem có phát hiện manh mối gì mới không? Anh ơi, đây có thể tóc của nạn nhân hoặc hung thủ. Đồng chí ra đây xem. Có khả năng đây là hung khí gây án, đồng chí đem về kiểm tra. Có. Chào chị. Dạ, có gì không anh? Chị cho tôi hỏi là anh Hòa đã từng xảy ra mâu thuẫn là xích mích với ai? À, có, thằng Hải đó, tụi nó hay đi bán hàng chung với nhau. Nhưng mà bữa đó không biết có chuyện gì á, mà nó qua nó quánh thằng Hòa quá trời luôn á. Mày ra đây, mày buông tao ra. Bây giờ mày muốn cái gì hả? Tiền làm vốn của tao á, mày mượn này còn chưa trả, bây giờ cái chỗ bán hàng mày cũng giành bán là sao? Tao đã nói với mày á, tiền tao thiếu mày từ từ có tao trả, còn cái chỗ bán á, thằng nào giành trước tao bán. Mày đứng lại đây, đứng lại đây. Đó, tôi thấy nó chảy máu như vậy á, tôi còn chở nó vô bệnh viện may mấy mũi nữa. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. À, chào anh. À, chào anh, có gì không ạ? Anh cho tôi hỏi á, anh có biết người đàn ông này không? À, đây là thằng Hòa mà hồi lúc trước nó có bán chung tôi ở đây nè. Vậy anh có biết là anh Hòa này á từng xảy ra mâu thuẫn gì với ai không? À, hồi lúc trước thì tôi thấy có thằng Hải mà nhìn nó ghê lắm, nó xăm mình, nó xăm cái tay nó, tôi thấy vậy đó, mà nó tới nó đòi tiền của thằng Hòa.
Rồi cảm ơn tụi em nha. Mày làm gì vậy? Mới mua xe mới à mày? Rồi sao? Mày có tiền mua xe mới mà mày không có tiền trả tao là sao? Từ từ tao trả được chưa? Mới mua xe hết tiền rồi. Mày làm cái gì? Nói chuyện gì hả mày? Mày làm gì hả? Làm ra. Anh em không à, có gì từ từ nói. Tao cho mày một tuần nữa, mày mà không trả tao á, mày coi chừng cái mạng của mày đó. Mà thằng Hoàng nó không có trả thì vì cái chuyện này á, tôi thấy tụi nó đánh nhau mấy lần rồi đó. Vậy hả? Ờ. Cảm ơn anh nha. Rồi rồi, không có gì. Báo cáo anh. Chị Phương cho biết anh Hòa từng xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên là Hải. Điểm trùng hợp hơn nữa là khoảng 2 tháng nay á, người đàn ông tên Hải này không có bán hàng rong tại công viên như trước. Còn đây là phiếu xét nghiệm máu mà tôi thu thập được hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện. Qua kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự thì đây là một trong hai mẫu máu mà chúng ta tìm thấy tại hiện trường. Vậy chúng ta có thể kết luận nạn nhân trong vụ án này đó chính là anh Hòa. Lúc nãy tôi và đồng chí Hà từ hiện trường trở về thu được vài manh mối mới. Rất có thể hung thủ đã ra tay sát hại anh Hòa vì mâu thuẫn tiền bạc. Không thể khẳng định được điều gì khi chưa có đầy đủ bằng chứng. Tất cả các manh mối mà chúng ta có được vẫn không thể nhận diện được hung thủ là ai. Phòng cảnh sát hình sự xin ra. Báo cáo anh, có một số kết quả giám định mà em nghĩ anh rất quan tâm. Anh có thể qua phòng kỹ thuật hình sự được không? Được rồi, tôi qua liền. Đồng chí đi với tôi. Dạ. Đã có kết quả giám định mẫu máu từ khối dung kim loại. Sau khi đối chiếu trùng khớp với mẫu ADN của bộ xương, và đó cũng chính là nạn nhân Lê Minh Hòa. Hơn nữa, tại hiện trường, ngoài máu của anh Hòa ra, còn có mẫu máu của một người khác. Khả năng đó là máu của hung thủ. Chưa kể, mẫu da mà chúng ta thu thập được là đầu mối có thể tìm ra hung thủ. Đồng chí, lập tức triệu tập đối tượng Đặng Hoàng Hải về cơ quan để hợp tác điều tra. Biết đâu từ đối tượng này, chúng ta sẽ có manh mối. Anh Hải, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của anh Hòa. Mời về cơ quan để hợp tác điều tra. Không, tôi không có giết thằng Hòa. Vậy tại sao anh có ý định bỏ trốn? Tôi có nghe chị Phương kể là thằng Hòa nó chết. Tôi sợ bị liên lụy cho nên... Sự vắng mặt của anh trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong, anh giải thích sao vấn đề này? Làm sao mà tôi biết thằng Hòa nó chết lúc nào cán bộ? Tôi đi Hà Nội làm ăn mới về, cán bộ không tin á thì cán bộ đi xác minh thử. Đây là mẫu tóc của Hải mà tôi đã tìm thấy được. Nếu ADN của mẫu tóc trùng khớp với ADN của mẫu máu tại hiện trường, có nghĩa là Hải có liên quan đến cái chết của Hòa. Đã có kết quả. Mẫu tóc được tìm thấy tại nhà của Hòa, đó chính là của Hải. Nhưng sau khi đối chiếu mẫu máu tại hiện trường thì đó không phải là của hắn. Nghĩa là đừng có một người nữa đến hiện trường vụ án. Anh có biết anh Hòa có thường xuyên mâu thuẫn với ai không? Dạ, thưa cán bộ, thằng Hòa nó thiếu nợ nhiều lắm. Cán bộ ngồi đếm cả ngày cũng chưa hết nữa đó. À, mà cái bữa tôi qua đòi nợ nó, tôi có gặp thằng Dương. Dương tiền đâu? Mày làm gì rồi hoài vậy? Từ từ có tiền đi rồi trả. Mấy này bạn ơi, không có tiền. Mày thiếu tiền tao, mày nói giọng giọng đội vậy hả? Tao cho mày một ngày nữa nha mày. Mày không có á, đừng có trách tao. Chị Hoài. Gì vậy? Hai thằng mày ngon lắm. Coi chừng tao đó. Nghe nói á, là hai thằng này á, nó có hùng hợp làm ăn với nhau. Thi thoảng á, thì tôi có thấy hai nó cãi nhau về tiền bạc. Tôi nghe. Báo cáo anh, bà Thơm có việc cần khai báo. Tôi biết rồi. Cậu ơi, cậu xem xét lại giùm tôi coi.
có sự nhầm lẫn đó không cậu? Con tôi không thể nào chết được. Thằng Dư nó điện thoại cho tôi, nó nói là con cứ yên tâm đi, con của cô nó đi làm ở Trung Quốc rồi, thì làm sao mà chết được hả cậu? Dư, vậy cô có biết mối quan hệ giữa anh Hòa với Dư không? Hai đứa nó là bạn. Lúc trước á, tôi điện thoại cho thằng Hòa không được, cho nên tôi mới điện cho thằng Dư. Thì thằng Dư nó nói là con của cô đi làm ở Trung Quốc rồi. Hôm trước á, tí cậu lại kiếm tôi, nói là con tôi chết. Tôi bối rối quá, cho nên tôi quên mất đi thằng Dư. Qua lời khai của anh Hải và bà Thơm cho thấy đối tượng Dư có liên quan đến vụ án này. Còn tôi cũng đã nhờ đồng nghiệp bên phòng xuất nhập cảnh kiểm tra giùm tôi danh sách xuất nhập cảnh sang Trung Quốc trong vòng 2 tháng trở lại đây, nhưng không tìm thấy tên Lê Minh Hoàng. Dư đã nói dối để bà Thơm không nghi ngờ về sự mất tích của con mình. Đồng chí nhanh chóng thành lập 2 mũi trinh sát, một mũi truy tìm đối tượng Dư ở các nơi mà hắn thường hay buôn bán. Mũi còn lại bố trí lực lượng mật phục tại nhà của hắn ở Hà Giang. Rõ. Đối tượng đã xuất hiện. Đã nhận được lệnh. Anh Dương, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng xác định anh chính là hung thủ sát hại anh Hòa. Da tìm thấy trong răng của nạn nhân được giám định chính là của anh. Mẫu máu tìm thấy tại hiện trường cũng chính là của anh. Chúng tôi đã thu hồi chiếc xe của anh Hòa mà anh đã mang đi tiêu thụ. Tại sao anh lại sát hại anh Hòa? Thưa cán bộ, tôi đã trốn chạy rất nhiều nơi, nhưng cán bộ vẫn truy ra được. Thì tôi biết cán bộ đã có bằng chứng buộc tội. Tôi xin khai. Tôi và Hòa là bạn của nhau. Chúng tôi có hùng hạp để làm ăn. Nhưng mà thằng Hòa nó không làm ăn, mà lấy tiền đó đi chơi. Tôi có đòi rất nhiều lần, nhưng nó vẫn kiên quyết không trả. Ngày hôm đó... Tao cho mày một ngày nữa nha mày. Mày không có thì đừng có chết đâu. Chịu rồi. Gì vậy? Hai thằng mày ngon lắm. Coi chừng tao đó. Nó kiếm chuyện với mày hả? Mới đòi tiền tao chứ gì. Tiền đâu trả. Hòa, chừng nào mày chịu trả tiền cho tao? Bây giờ tới mày nữa phải không? Thì từ từ tao trả cho. Đồ con nhóc hết trơn có bán được cái gì đâu. Tiền đâu trả cho mày? Tao đang cần tiền về quê. Ở ngoài kia mấy chủ nợ nó đang đòi lấy máu tao kìa. Cái đó là lỗi của mày. Mày buôn bán mày có tiền mày lo mày lấy kiếm tiền mày xài đi. Mày ăn chơi cờ bạc làm gì bây giờ mày thiếu nợ? Không có tiền đâu trả cho mày mày. Bà Hòa. Cái gì? Hòa. Cái gì? Hay là mày bán chiếc xe của mày đi. Mày bị khùng hả? Chiếc xe đó của bà già tao làm kỷ niệm. Mày cứ bán rồi bán làm sao? Bây giờ gì? Mày muốn ép tao hả? Còn cái mạng thôi nè. Mày lấy được mày lấy. Vậy bây giờ chừng nào mày chịu trả tiền cho tao? Tao không trả tiền cho mày đó. Mày nói cái gì? Tao không trả. Không trả hả? Không trả. Không trả hả? Mày đi. Mày trả. Mày trả. Chấn tao hả? Thank you.
quá nóng giận nên tôi đã ra tay sát hại Hòa. Thưa cán bộ, tôi xin nhận hết mọi tội lỗi. Nhớ rồi. Dạ, của cậu nè. Hả? Ủa rồi. Chai thứ mấy rồi mày? Dạ, chai thứ tư. Nhóm miếng lùm rồi à. Ly của chú nè. Không buồn đi. Ê, không uống sao uống, nhiễu nhã không lùm. Uống cho đàng hoàng chút đi không? Chú xỉn rồi mà. Nói cái gì hả? Thì tôi nói không á. Uống nổi nữa thì uống. Đúng, nhiều nhã tụt lưng mà. Ông đàng hoàng lắm hả? Tôi nói ông nhậu cho đàng hoàng. Bắt mơ gì ông nói gần với tôi vậy? Chú xỉn rồi mà cậu. Ông là thằng đầu trộm đường cướp. Ông làm cái thái gì mà ông dạy trời chú hả? Mày nói ai đầu trộm cướp? Tôi nói ông nói lại lần nữa thôi. Ông ở cậu. Giờ muốn đập mặt cậu ơi. Ông chú. Mình không có cách gì. Chó. Mày chủ tịch sợ mày hả? Mày là cái thằng chó. Chó. Mày ngon mày vô đi. Thằng chó. Mày chó, thằng chó. Ủa anh, dạo này sao rồi? Dạ em cũng bình thường à. Ai kêu em làm gì thì em làm đó. Dạ, xiên dữ ha. Ủa, rồi cậu của em đâu rồi? Cậu em hả? Cậu em đi làm ăn xa rồi. Trời đất ơi, đi làm ăn xa thì cũng phải về thăm gia đình chứ. Hơn 2 năm rồi còn gì, không thấy gì hết trơn á. Em cũng không rành nữa, tại em cũng không liên lạc được. Thôi, em có chuyện em đi nha. Dạ, anh chào anh. Tôi có nhận được một thông tin từ công an khu vực xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất báo lên có nguồn người đàn ông hơn 2 năm rồi đã không rõ tung tích ở đâu. Vậy thông tin ban đầu về người này như thế nào? Anh ta tên là Bùi Văn Thế, 42 tuổi, ngụ ở An Giang nhưng thường xuyên lên Kiên Giang và ở tại nhà của em gái. Và hơn 2 năm rồi, người dân cũng không thấy anh ta lui tới nhà của em gái nữa. Người nhà của anh ta không biết gì sao? Họ chỉ nói anh Thế đi làm ăn xa và cũng không liên lạc gì với gia đình. Không lẽ một người mất tích lại không để lại chút dấu vết gì sao? Vì mất tích của người đàn ông này có nhiều điều bất thường. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên điều tra từ nơi cư trú của người đàn ông này. Bây giờ chúng ta cần phải điều tra những người thân cận ở đây để coi họ có biết gì thông tin về anh Thế hay không. Nghe kia đi. Xin lỗi, có ai trong nhà không ạ? Ai á? Dạ chào anh. Ủa anh Kim ơi. Anh cho tôi hỏi thăm mà. Dạ gần đây anh Thế có hay trở về nhà mình không anh? Thế hả? Cái thằng Thế mà chuyên gia nhậu nhẹt, nhậu vô là quýnh lộn cờ quạt. Rồi nó thiếu nợ quá trời luôn đó. Bỏ đi xứ này đó, 2 năm mấy rồi đó. Ủa mà mấy anh là chủ nợ đó hả? Không, chúng tôi chỉ là bạn làm ăn của anh thôi. Mà anh cho tôi hỏi, anh Thế không có vợ con gì sao? Có, nó có vợ con lâu rồi. Mà nó ăn nhậu quậy quạng kiểu này á, ai mà chịu nổi cho nó. Trời ơi, nó bỏ xứ này đi hả? Ở đây người ta bình yên luôn á, con mừng lắm luôn. Được rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, chào anh. Nhận được thông tin như vậy thì lực lượng phòng cảnh sát sự chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp với công an huyện Hòn Đất xác minh đối tượng là có nhiều tiền án trộm cắp, chuyên trộm cắp, nói chung trộm cắp rất là nhiều. Thì thường xuyên bỏ nhà đi 1-2 tháng rồi quay về. Và đối tượng này có rất là nhiều người vợ, vợ là dạng không thú. Đối tượng này phức tạp, sống hết người vợ này tới người khác rồi đi rất là nhiều thời gian, đi nhiều hơn ở nhà. Thì anh ngăn nhà thì anh có cái nghi vấn là thằng này nó 1-2 tháng rồi nó mới về.
Mà lần này tới 2 năm không thấy nó. Cho nên ảnh có cái nghi gì, anh nhậu vô anh nói người này kia mình mới phát hiện được thông tin đó. Đã lâu anh Thế không về nhà, không lẽ chị không cảm thấy lo lắng gì hay sao? Anh có cuộc sống riêng, đi làm ăn xa, rồi đây mai đó vài năm không về là chuyện bình thường mà. Ôi mà cái thằng đó nó không về nó quậy phá gia đình là mừng lắm rồi đó cậu ơi. Vậy chị có nhớ rõ thời gian mà anh Thế về nhà gần nhất hay không? Tôi nhớ cũng không rõ, nhưng độ tháng 3 năm 2014 thì phải. Vậy chị có biết ai là người tiếp xúc cuối cùng với anh Thế không? Người đó là tôi. Chào anh. Hôm đó tôi và cậu Út nhậu ngoài mé sông. Đến chiều tối thì cậu rủ tôi đi trộm vỏ mái. Tôi không chịu nên đã bỏ vô trong nhà. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Tôi xin phép. Không sao đâu ngoại. Thôi mình vô nhà đi. Thế là một đối tượng mê bài bạc, lại trộm giặc, nên chắc chắn sẽ có mâu thuẫn với không ít người. Mày đem đưa qua cho nó, nói với nó là bạc 30 á. Rồi, em biết. Đầu tiên là đối tượng Lê Văn Dương, tức Bảy Búa, chủ sới bạc nơi tới hay chơi. Thế là con nợ của đối tượng này. Bảy Búa nhiều lần cho đàn em tìm đánh Thế cảnh cáo vì chậm trả nợ. Để cho mày xuống nguyện. Anh biết rồi anh bảy. Nhớ cho tiền nha mày. Biết. Nhớ nha. Dạ. Biết. Đấy. Ông uống sao uống, dịu nhã ông lum, uống cho đàng hoàng chút đi ông. Chú sĩ thôi mà. Nói cái gì đó? Thì tôi nói ông á, uống nổi nữa thì uống, uống dịu nhã tùm lum à. Ông đàng hoàng lắm hả? Tôi nói ông nhậu cho đàng hoàng, mắc mơ gì ông nói gần với tôi vậy? Ông mới là thằng ông đàng hoàng á. Trời, ông nói gì ông nói lại coi. Tiếp theo là Nguyễn Văn Hòa. Hòa là hàng xóm, cũng là người nhậu chung cùng với Thế, gần với khoảng thời gian anh này mất tích. Tôi nói ông là thằng đầu trộm đuôi cướp. Ông cái thá gì mà ông dạy đời tôi hả? Cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, và có người nhìn thấy Hòa cùng hung khí đuổi theo đòi giết Thế. Thằng chó. Thôi. Giết mày. Đối tượng cuối cùng là Hình Vũ. Người này là chủ của chiếc vỏ máy mà Thế tính ăn trộm ngay trong lúc vừa nhậu xong với Đạt. Bây giờ chúng ta sẽ đặt giả thuyết. Đây là con đường xảy ra vụ án. Vì Thế là đối tượng ham mê cờ bạc, lại thường xuyên trộm giặt, nên sẽ xảy ra không ít sự mâu thuẫn với các người xung quanh. Cho nên chúng ta sẽ chia thành 3 đối tượng khác nhau. Nhóm đối tượng thứ nhất là chủ nợ. Nhóm đối tượng thứ hai là bạn nhậu. Và nhóm đối tượng thứ ba là những người hàng xóm.
khi nạn nhân di chuyển từ đoạn đường này trở về nhà của mình. Đồng chí có ý kiến gì không? Không xác định được tung tích của nạn nhân, cũng chưa xác định được hiện trường và hung khí gây án. Những điều này chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Tôi nghĩ trong danh sách các đối tượng tình nghi, chúng ta cần phải liệt kê thêm đối tượng khác, có thể là Đạt và người nhà của nạn nhân. Vì sao vậy? Chỉ là một chút linh cảm thôi. Tôi nhận thấy vụ án này có nhiều ẩn khúc, nhưng mà trước mắt chúng ta cần phải tìm cho ra đối tượng Thế. Nếu ta còn sống thì bây giờ đang ở đâu, và nếu đã chết thì xác chỗ nào. Đồng chí cho người theo dõi các đối tượng còn lại, nhưng mà nên nhớ không được đánh động, đánh thức cái động rừng. Rõ, triển khai. Alo, ở đây có một bộ đất, tôi nghi ngờ nó giống như một cái mộ vậy đó. Dạ. Các đồng chí, hãy đào mộ đất này lên. Dừng lại, để tôi kiểm tra. Báo cáo, phát hiện một bộ xương người.
có kết luận gì chưa? Kết quả giám định cho thấy đây chính là thi thể của nạn nhân Thế. Vậy còn nguyên nhân gây ra cái chết thì sao? Theo dấu vết để lại trên xương sọ và xương đòn tay, phỏng đoán ban đầu của tôi rất có thể Thế đã bị sát hại và vết thương là do vật sắc gây ra. Cái xác được tìm thấy sau vườn nhà thì hung thủ không ai khác chính là những người trong gia đình của nạn nhân. Sao? Hãy cho tao một mấy trăm đi chậu coi. Anh đừng có mượn nữa, anh muốn có tiền tự đi làm đi mượn hoài, mượn có giờ trả là mượn. Thì tao mượn tao trả, mày làm gì dữ vậy? Anh muốn có tự đi làm mượn hoài không có trả là đừng hỏi nữa. Tao nói mày rồi, có tiền tao sẽ trả, tao đi làm được tao trả, mày làm gì? Đừng có hứa, có cũng không trả được. Mày tao nói mày có mượn không? Không. Không mày vô mày nói bạn cho tao mượn đi. Không được đâu, không có. Mày trả tao không? Rất có thể các thành viên trong gia đình này đang cố nói dối để che đậy tội ác mà do họ gây ra. Vậy làm cách nào để chúng ta buộc tội họ phải khai ra sự thật? Cứ để cho họ nói dối đi, vì những lời nói dối sẽ là một mảnh ghép để tìm ra sự thật. Thì đây là những người thân trong gia đình mà họ quyết tâm giấu rồi, thì mình nghĩ là có sự với thứ hai nữa là cái việc nó xảy ra quá lâu. Cho nên là cái việc này thì cái việc đấu tranh nó rất khó. Có sự đối phó của gia đình sắp xếp hết, không còn cách nào khác nữa hết. Chỉ có cách là đấu tranh trực diện thì triệu tập lên hết, triệu tập lên công an huyện đất, rồi các chia tách ra nhiều nơi đấu tranh quyết liệt. Như lời chị nói, thời điểm anh Thế xuất hiện gần nhà nhất là vào tháng 3 đúng không? Dạ đúng là tháng 3. Vậy mà theo chúng tôi được biết, thời điểm anh Thế xuất hiện gần nhà nhất là vào tháng 1. Cái đó tôi không biết, vì cũng lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vậy thời điểm cuối cùng chị gặp anh Thế, lúc đó chị đang làm gì và ở đâu? Khoảng 7 giờ tối á, tôi có ra bờ sông thấy hai cậu cháu đang nhậu nên tôi qua nhà hàng sớm đón má về. Vậy lúc đó bà có nhớ là anh Đạt ở đâu không? Hôm đó thì tôi ở với con gái tôi á, là ở bên nhà hàng sớm chơi. Thì đâu khoảng 9 giờ tối á, thì hai má con về rồi đi ngủ. Phút đó là 6 giờ tối, tôi hơi ngà ngà say. Cậu tôi có rủ tôi đi trộm giỏ, nhưng tôi không chịu, nên tôi đã bỏ về nhà ngủ cho tới sáng. Anh có chắc là mình nhớ rõ thời gian đó chứ? Tôi nhớ rõ. Vậy mà chúng tôi lại nắm được thông tin khác. Sau khi anh và cậu của mình nhậu ở nhà Hòa về, lúc đó cũng là đã 5 giờ chiều. Tao nói mày nghe nè, mày ăn trộm gió máy với tao nè. Cậu nói gì vậy? Mày là cậu xỉn, cậu về nhà nghỉ đi, con không đi đâu. Đi bán tao cho mày tiền. Con không có cần tiền, với lại con sợ lắm. Mày đi, chứ tao đi một mình tao đi không được, đi với tao đi. Con không đi đâu. Tao nói mày không nghe vậy. Mẹ con la, con không đi chứ. Cậu muốn đi cậu đi mình đi, con không làm. Tao, quỷ. Trộm giỏ bất thành, cậu của anh quay trở lại nhà của mình.
Có phải hai người đã xảy ra cự cãi và chính anh đã ra tay sát hại anh Thế đúng không? Không, không phải tôi. Cả ba người cùng thống nhất một kịch bản để che giấu đi tội ác. Nên nhớ, càng cố nói dối thì sự thật sẽ càng được phơi bày. Tôi khuyên cả ba người hãy thành thận khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đạt con ơi, chuyện gì vậy cậu? Còn hỏi chuyện gì nữa? Mày không đi tao xích rửa đánh tao chết rồi đó, mày hiểu chưa? Con có biết gì đâu, nãy con kêu con đừng có đi rồi. Mày tiêu gì? Mày đi với tao thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mày đi, tao đâu có lấy được cái gì đâu. Mà nó còn xích đánh chết nữa. Con nói là mày, cậu, mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày nha? Cứ mày hả mày? Mày hả mày? Mày với con mẹ mày á. Bỏ hợp với nhau nha, mẹ không có chạy mày nha, con thua mẹ mày một chạy người hết, hiểu không? Má trả tôi lời! Má mày đâu rồi bỏ? Má! Má! Má mày đâu rồi? Ông em chưa? Ông mày đụng đến quậy rồi mẹ tôi giết ông đó! Hôm nay mày đặt xếp hải nè, mày đừng chém ta! Nè mày chém đi! Tao nói cho biết nha, mày á là một đứa con không cha, mày là một đứa con quan, tụi con rơi xuống mày. Đi đi. Mẹ, mẹ biến khỏi mắt ta đi. Nó làm gì vậy? Nó không muốn bán đất là muốn để lại cho con Thảo đúng không? Mẹ biến đi. Đồ bất hiếu à. Bà Lý, bà Lý, bà qua mà xem. Nuôi gà phải biết quản chứ. Để nó phá nát hết trơn vườn rau của tôi kìa. Gà tôi luôn không muốn thả đâu tôi thả. Bà ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, ngoại ơi, con qua nấu đồ ăn sáng cho ngoại nè. Ngoại. Ủa, ngoại đi đâu mà không đóng cửa ta? Ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi. Ngoại, sao ngoại ngủ mà ngoại không đóng cửa? Trời nóng vậy mà sao ngoại đắp mền? Bộ ngoại bị bệnh hả? Ngoại.
ngoại. Ngoại ơi, ngoại. Ngoại, ngoại sao vậy ngoại? Ngoại, ngoại tỉnh dậy đi ngoại. Có ai không? Cứu ngoại tôi với. Ngoại, ngoại ơi. Có ai không? Cứu ngoại tôi với. Ngoại ơi, ngoại tỉnh dậy đi ngoại. Ngoại ơi, ngoại sao vậy ngoại? Ngoại ơi. Cô và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Dạ. Tôi là cháu nuôi của bà. Tại sao cô lại có mặt ở hiện trường? Dạ, như mọi khi thì đi chợ về buổi sáng tôi sẽ sang nấu đồ ăn sáng cho bà. Sáng nay khi mà thấy bà, tôi chỉ tưởng là bà ngủ thôi. Nhưng mà không ngờ. Cô bình tĩnh lại đi. Cô cho tôi hỏi là bà Lý sống ở đây với ai? Dạ, bà sống với anh Tú, cháu nội của bà. Tú? Sao nãy không có mặt ở đây? Dạ, cái đó thì tôi không rõ. Nhưng mà anh Tú rất là thường xuyên không có ở nhà. Vậy là bà Lý có một người con trai duy nhất? Dạ đúng rồi. Cô cho tôi hỏi là thường ngày bà Lý có mâu thuẫn với ai không? Dạ, bà tôi thì ở trong nhà không à, không có đi đâu hết á. Với lại hàng xóm xung quanh bà không có mâu thuẫn với ai hết. Cô có chắc là toàn bộ tư trang và tài sản trên người bà Lý không có mất mát gì chứ? Dạ chắc, bà của tôi không bị mất gì hết. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Dạ. Báo cáo anh, nạn nhân chết do ngạt đường hô hấp trên. Có thể nạn nhân đã bị hung thủ bóp cổ cho đến chết. Ngoài ra trên người nạn nhân còn rất nhiều vết bầm tím, là do vật tay mềm rây ra. Như vậy là trước khi chết nạn nhân có xô xát với hung thủ. Còn những vật chứng khác tôi sẽ kiểm tra, có kết quả tôi sẽ báo cáo ngay cho. Đồng chí cứ tiếp tục làm việc đi. Báo cáo, tôi đã dò hỏi khu vực quanh nhà nạn nhân, có một vài đối tượng rất đáng khả nghi. Đối tượng đầu tiên là Hoàng Chân Tú. Tú là cháu nội của nạn nhân. Vì ba mẹ mất sớm nên từ nhỏ Tú đã sống chung với bà Lý. Mày làm gì mà mặt mày hầm hầm? Đang bực. Nói tao nghe coi. Chuyện của bà nội tao chứ chuyện gì? Chuyện bán đất cái gì? Rồi sao? Tao nghĩ á, bà không chịu bán là muốn để lại cho con Thảo. Mày nói gì lạ vậy? Con Thảo là cháu nuôi, mày là đứa cháu duy nhất mà mày nói gì mày? Bởi vậy tao không cần biết. Bây giờ tao chỉ muốn có tiền sớm, chứ không thôi á, dù cái mối này là uổng giữ trời lắm. Thôi, cố gắng về làm đứa cháu ngoan đi. Mà biết đâu mấy cái sổ đỏ em cầm kiếm được mớ giải quyết. Bả mà biết bả cạo đầu tao, đuổi tao ra khỏi nhà luôn. Mệt lắm mày. Mày á, là đứa cháu duy nhất. Bả thương mày không hết, có đâu mà đuổi mày. Đối tượng thứ hai có mâu thuẫn với nạn nhân là ông Lê Văn Được. Ông Được là hàng xóm của bà Lý. Cả hai thường xuyên cự cãi với nhau khi vật nuôi nhà nạn nhân phá rau nhà ông Được. Nữa rồi, mới về chồng lại xong. Lại là gà của nhà bà kia. Phen này phải nói chuyện cho ra môn nó khoai mới được. Một người dân cho biết có một đối tượng thanh niên
trong ngày nạn nhân bị sát hại có xuất hiện gần hiện trường, và đối tượng thứ ba này thì tôi chưa xác minh được danh tính. Tất cả chỉ mới là phỏng đoán của cậu. Cả ba đối tượng khả nghi thì có đến hai đối tượng đều có động cơ mâu thuẫn cá nhân. Điều này phù hợp với những gì hiện trường để lại. Vậy là anh đang nghiêng về chuyện án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, chứ không phải là trộm cướp. Tài sản không bị mất mát, hiện trường không có gì xáo trộn, thì việc nạn nhân bị sát hại là nằm ngoài dự tính của hung thủ. Vô tình sát hại nạn nhân, sau đó bỏ trốn vì quá lo sợ. Theo tôi thấy thì đối tượng thứ hai là ông Lê Văn Được, có nhiều điểm rất đáng nghi. Nhất là đối tượng này đã rời khỏi địa phương ngay trong ngày nạn nhân bị sát hại. Bây giờ cậu đi tìm tung tích của thanh niên kia, còn tôi sẽ lo hai đối tượng còn lại. Rõ. Chào anh, có chuyện gì vậy? Tôi là cán bộ điều tra của công an tỉnh. Tôi có vài điều muốn hỏi về thông tin cái chết của bà Lý. Tôi rời nhà đi có công việc mặn ăn ngay chiều hôm đó. Buổi sáng á, bà còn sống mà còn cãi lộn với tôi nữa. Chứ không phải sau khi ra tay sát hại bà Lý xong thì ông đã bỏ trốn khỏi hiện trường sao? Tôi giết bà Lý. Giết bà Lý để làm gì? Chỉ là cãi giả mấy cái chuyện mà gà nó qua nó phá nát hết vườn rau của tôi thôi mà. Vậy ai có thể làm chứng cho ông những lời khai của ông là đúng sự thật? Thì bạn của tôi. Sao? Có chắc không mày? Sao mà không chắc được ông? Ông cứ vô đó đi. Rồi đó ông chốt cái mối lại luôn nha. Vậy mà chờ tao một chút nha. Muốn vô đi. Chờ tôi chút nha. Bà Lý, vài ngày nữa tôi về. Ba mà để mấy con gà phá nát vườn rau của tôi á, tôi cho nó lên đường hết. Thì lúc đó ba đừng có trách tôi nha. Ông có giỏi á thì ông đụng thử cho mấy con gà tôi thử coi. Được, bà cứ chờ xem. Hàng xóm khó ưa. Hồi đi ông ơi, lẹ đi. Đi. Bực cái mình. Chào anh Tú. Anh đang tính đi đâu sao? Tôi qua nhà người thân tôi ở. Tại sao anh lại không ở trong nhà của bà Lý nữa? Nội tôi mới mất, tôi ở đó một mình tôi sợ. Anh cho tôi hỏi, khi ba anh bị sát hại thì anh ở đâu và làm gì? Tôi qua nhà bạn tôi nhậu. Nhậu xong rồi tôi ngủ tới sáng luôn. Ai làm chứng cho anh về khoảng thời gian này? Làng Thạch Chính Ngón, nó ở gần đây nè. Không tin qua anh hỏi nó đi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho xác minh sau. Nhưng trong thời gian điều tra vụ án, anh không được rời khỏi địa phương. Anh hiểu chứ? Dạ tôi hiểu rồi. Cậu đã tìm ra đối tượng thanh niên lạ mặt chưa? Hiện tại thì tôi chưa truy ra được. Tôi đã dò hỏi người dân quanh vùng nhưng không ai cung cấp được thông tin gì đáng kể cả. Còn hai đối tượng mà tôi đảm nhiệm cũng không có kết quả khả quan. Không lẽ hai đối tượng đó có bằng chứng ngoại phạm sao ạ? Không được, có một người bạn đi chung làm chứng. Còn riêng Tú thì tôi vẫn chưa tìm ra người tên Thạch để xác minh. Vì người này đã rời khỏi địa phương trước đó ít ngày. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu thưa anh? Tạm thời, cậu cố gắng tìm ra người tên Thạch để xác minh khoảng thời gian Tú ở với người nào. Còn tôi sẽ quay về đội để xem báo cáo từ bên pháp y. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được manh mối từ đây. Cho. Kết quả thế nào rồi? Anh xem những vết hằn này đi. Tôi đã đếm rất kỹ, nhưng chỉ có 9 vết hằn ở trên cả cẳng tay và cổ tay của nạn nhân. Rất có thể hung thủ là người bị khuyết tật ở tay. Hoặc hắn ta chỉ có 9 ngón.
và mất một ngón út. Anh xem mẫu da này. Con phân tích mẫu da này, nó không phải là của nạn nhân. Là của hung thủ, người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân. Cái mẫu da này có trùng khớp với mẫu tóc của Được hay Tú mà tôi đã gửi về trước đó hay không? Không trùng khớp. Nó trùng khớp với mẫu tóc tìm được ở nhà thật. Như vậy hung thủ đã lộ diện rồi. Tôi xin phép. Làng Thạch chín ngón, không tin qua anh hỏi nó đi. Thì tôi vẫn chưa tìm ra người tên Thạch để xác minh. Vì người này đã rời khỏi địa phương trước đó ít ngày. Tình hình thế nào rồi? Thưa anh, tôi đã truy ra tung tích của người tên Thạch. Hắn ta đang ở đâu? Hiện tại thì hắn ta đang ở một huyện khác. Cậu cứ tiếp tục bám sát hắn. Đây là đối tượng tình nghi số 1 của chúng ta vào lúc này. Hãy báo địa điểm, tôi sẽ xuống ngay. Dạ. Dạ đi sớm anh ơi. Anh đi đâu anh? Anh chở luôn. Ra đầu đường mà này nè. Dạ. Tôi có biết gì đâu, mấy anh thả tôi về đi. Trần Văn Thạch, tôi sẽ hỏi anh một vài câu hỏi. Có tội hay không sẽ rõ ngay thôi. Hỏi gì hỏi đi. Vào ngày 17 tháng 5, anh có đi nhậu với Tú, cháu nội của bà Phạm Thị Lý, có đúng hay không? Ờ thì đúng, bữa đó tôi có đi nhậu với nó. Nhậu xong, anh đã đi đâu và làm gì? Thì nhậu với nó xong rồi tôi say quá, tôi về nhà tôi ngủ. Ngủ ở đâu? Anh nói rõ hơn đi. Ờ, thì xỉn quá rồi không nhớ nữa. Ngủ tại nhà của anh hay ngủ tại nhà bà Lý? Nếu anh không nói thì để bằng chứng nói hộ cho anh biết. Đây là mẫu mô da chúng tôi thu được trên thi thể của bà Lý và mẫu tóc của anh. Sau khi đối chiếu lại trùng khớp. Điều đó chứng tỏ anh là người xuất hiện sau cùng trước khi bà Lý bị sát hại. Hơn nữa, đôi bàn tay chín ngón của anh đã chứng minh anh là người ra tay sát hại bà Lý. Anh còn không chịu nhận tội nữa. Tôi chưa nhận tội. Tại sao anh lại ra tay sát hại bà Lý? Thì bà chửi tôi, bà sỉ nhục tôi, bà nói tôi trôi sông đặt chợ, vô học. Bà chửi nặng tôi, giận quá tôi lỡ tay giết bà. Ơi còn uống mỗi miếng. Mày uống rồi, tao về à. Ừ. Ê đâu? Vậy. Uống rồi, hết chai này tao qua bà Tư mua thêm chai nữa uống tiếp. Thôi, tao mệt rồi. Dạ. Trời ơi, mới con chút xíu, yếu xìu vậy. Nè, mà mày tính về nhà mày hay gì? Mày chưa biết nữa, kiếm chỗ nào mát mát ngủ mày ơi. Ừ. Mày á. Ghé nhà nội tao á, đằng trước có cái giọng mát lắm. Ngủ đi. Rồi. Tao uống tiếp. Rồi tao đi ạ. Dạ. Uống đất thôi nha.
Ai? Dậy, dậy, nè cậu kia, dậy mau. Cậu làm gì đây vậy? Nội, chỗ này mát, nội cho con ngủ xíu đi. Ngủ ngủ cái gì hết trơn á, thôi dậy tỉnh táo rồi về đi. Mà nè, còn Tú đâu? Tú nó còn nhậu mấy với mấy người kia kìa, chắc đêm nay nó không về đâu nội. Thôi, vậy cậu đi về đi. Nội à. Gì nữa? Con thấy nội đâu có nói nội nghèo đâu mà nội mặc bộ đồ cũ dữ vậy nội. Tôi mặc gì kệ tôi. Cậu có chừng tôi đó. Mà nè, nội nói. Gì nào, nữa? Chừng nào mà nội không mặc bộ đồ này nữa, nội nhớ cho con nha. Cho cậu làm gì? Thì con đem về con lót ổ cho mấy con chó nó nằm cho nó ấm. Chó nằm nè, chó nằm nè. Đồ mất dạy. Thứ trôi sông lạc chợ gì đâu á. Bà nói ai trôi sông lạc chợ? Tôi nói bậy đó. Tôi có nhà có cửa đàng hoàng sao bà nói tôi trôi sông lạc chợ? Nhà có cửa có ăn có học mà ăn nói như vô học vậy. Cha mẹ bay cũng vậy bay hả? Vậy thì để cho tao, để tao dạy bay. Chỉ có Thứ á, mà trôi sông lạc chợ không nhà không cửa đó, tối ngày á rủ Tú tao nó đi ăn đi nhậu. Bởi vậy thằng Tú nó hư á, cũng gì bay hết trơn á. Biết rồi, cháu bà hư mà cũng đổi rồi tôi nữa. Nó hư là tại nó. Không phải bay á, chắc tao à. Đồ Thứ chết xong gì tao á. Bà nói chứ bầm. Tao nói bay đó. Bà nói ai chứ bầm. Mày làm gì tao? Chết bầm. Chết bầm. Cho bà hết.